Đại nhân, tiểu nhân tới rồi. Quỳ xuống. Hả? Dạ. Ơn cứu mạng của đại nhân, tiểu nhân xin ghi lòng tạc dạ. Ngươi cũng to gan lắm chứ. Ngươi ngoài tham lam coi thường pháp luật còn nghiện thuốc nữa. Ta không muốn nói ngươi là muốn cho ngươi cơ hội để ngươi làm lại từ đầu, nhưng ngươi lại cố chấp không chịu hiểu bây giờ. Rốt cuộc ngươi đã gặp rắc rối lớn rồi. Đại nhân à, cái này tôi bị họ ép buộc tôi mà. Vậy sao? Vậy ngươi cho ta biết, tại sao ngươi đi giết Quách Ân Đệ? Quách Ân Đệ ép chết người ta, vi phạm dương pháp. Ngươi từng nói với ta sao? Ngươi có thủ lệnh của ta hay không? Cái này, đại nhân à, tôi định chờ bắt người xong mới tới thông báo với ngài. Không có thủ lệnh của ta, ngươi cũng dám đi bắt người? Ngươi làm trong nha môn bao nhiêu năm trời, ngươi không hiểu quy định của nha môn hay sao? Ngươi không có thủ lệnh của ta mà đi bắt người, coi như đã vi phạm dương pháp, đây là tội chết. Đại nhân à, tôi thật sự biết lỗi rồi. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Đủ rồi. Đại nhân à. Ngươi là tên bại hoại, vì tham có chút xíu tiền, nửa đường ngươi đòi hạ sát Quách Ân Đệ. Ngươi tưởng Quách Ân Đệ là thảo dân sao? Ngươi muốn giết thì giết được à? Hắn là người có bối cảnh giang hồ. Ngươi có biết giang hồ là gì không? Giang hồ là những kẻ không chịu sự ràng buộc của dương pháp. Giang hồ là nơi lấy mạng sống để đặt cược. Kể cả quan phủ cũng không dám dây dưa với giang hồ. Lần này rắc rối rồi, ngươi đã tự đưa chính bản thân mình đến chỗ chết. Đại nhân, quỳ lệnh đại nhân, xin ngài cứu tôi đi. Cứu ngươi à? E rằng khó lắm, tại vì chính ta cũng không biết cứu mình như thế nào nè. Tất cả đều vì ngươi. Hiện giờ ba huynh đệ Quách gia đều bị giam trong đại lao. Nếu ta cho họ vô tội mà phóng thích, bọn chúng bước ra giang hồ sẽ lại gây thêm sóng gió đổ máu. Sau cùng ta sợ triều đình sẽ xử lý ta, nói ta cấu kết với giang hồ gây rối xã hội. Đây là tội chết bị chém đầu đó, ngươi biết không? Nếu ta không thả chúng về, chúng sẽ đến cướp ngục. Đồng thời triều đình vẫn sẽ xử phạt ta vì ta thiếu trách nhiệm, sẽ cách chức ta đẩy vào đại lao. Điều đáng sợ là bọn người trên giang hồ sẽ cho rằng ta chống đối với bọn chúng. Không biết sẽ đến lúc nào bản thân ta sẽ đầu rơi máu chảy. Tôi biết chứ. Mấy ngày nay tôi đi chung với họ, tôi đã nhìn thấy tất cả. Đó là một thế giới giết người như uống nước lã gì đó. Người biết nói như vậy sao? Cho nên nói, bây giờ ta không thể cứu ngươi. Ta đang nghĩ ta nên cứu mình bằng cách nào. Tại vì ngươi châm lửa nên ngọn lửa đó đã cháy đến mông của ta rồi. Đại nhân, vậy còn cách nào không hả đại nhân? Đúng vậy, ta cũng đang nghĩ coi có cách nào hay không đây. Ta phải suy nghĩ lại coi rốt cuộc có cách gì có thể giúp ta giải thoát hay không. Đại nhân, xin ngài đừng giết tôi mà đại nhân. Cho dù ta có giết ngươi 10 lần thì kết quả cũng như nhau. Tự ngươi tìm đến nơi thôi. Truy lại ngọn nguồn, con người đã lấy cái chết để mà uy hiếp. Đột nhiên nhiều người đến nhà đuổi giết, giả lại còn đòi giết cho bằng được. Cuối cùng tìm đến chỗ con rắn, lại thêm một đám sương mù mới. Tại sao biết bao nhiêu năm bình an vô sự, đột nhiên trong một đêm lại đến trả thù? Con chỉ muốn biết là cuối cùng họ có thù oán gì với cha con, và cha là một người như thế nào. Dù thúc thúc, chỉ cần điều tra rõ chuyện này sẽ tiếp cận chân tướng ngay thôi. Ta cũng đang nghĩ, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm, vẫn còn đối thủ nào. Nhưng ta suy qua nghĩ lại, vẫn không nghĩ ra rốt cuộc vẫn còn đối thủ nào đây. Có lẽ cha con biết. Con nghĩ chưa chắc cha đã biết. Nếu như cha biết, tại sao lại bỏ đi lâu như vậy, vẫn không có chút manh mối gì? Con tin cha con tuyệt đối không phải là người từng làm chuyện xấu gì. Chuyện trên đời này sẽ khác gì mọi người. Có một lúc, lời nói vô ý sẽ chạm đến nỗi đau của ai đó.
từ đó gây thù oán với nhau sẽ xảy ra chảy máu thù sát. Giang hồ, nơi mà nhiều thanh niên ngưỡng mộ, nhưng họ không biết trong đó tràn đầy ích kỷ và hẹp hòi, và bầu không khí thù hận, đây là câu mà xưa nay cha con khuyên ngăn ta, cũng là nguyên do chính thoát ly giang hồ. Nhưng mà trên thế gian có nhiều chuyện bất bình như vậy, nhất định phải có người đứng ra, sau đó dàn xếp nó chứ. Đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Nếu không thì chỉ còn biết mặc cho họ cấu xé thôi. Phụ thân làm vậy là không đúng. Nguy nan ập đến, chẳng những chúng ta không có cách gì, vả lại kể cả phản đòn cũng không có sức. Mấy ngày qua con liên tục bị người ta ức hiếp, thậm chí nguy hại đến mạng sống. Con nói thật, con không bị giết không phải do con kiên cường, mà là vì con quá yếu đuối, không có chút bản lĩnh gì. Bọn kẻ thù đó sợ máu của con làm dơ cái đau của chúng, cho nên chúng không giết con. Du Thúc Thúc, Thúc nói đi, có phải con quá vô dụng không? Phụ thân của con không cho các con biết về trải nghiệm của ông ấy chứ? Không có. Cha con chỉ nói với con, một ngày nào đó tai nạn sẽ ập xuống, kêu con bảo vệ người nhà. Phụ thân con chưa từng dạy các con võ công sao? Cha con cho chúng con mỗi người đi theo một hướng. Đại ca làm nông, con học hành, tam đệ kinh doanh, nhưng mà con vô dụng, học hành chẳng ra gì. Con không thích bát cổ văn, chỉ thi đậu cử nhân, ba kỳ trạng nguyên, không vào vòng chung khảo. Con cảm thấy con không phải là người sinh ra để học hành. Có lẽ phụ thân dạy con võ công sớm hơn, bây giờ con có thể góp phần sức mọn. Thật ra cha con từng dạy con võ công, nhưng con mấy cứ nói học sơ sơ được rồi, có thể tự bảo vệ cho mình, không bị người ta ăn hiếp. Học võ công nhiều lại càng rắc rối thêm mà thôi. Còn cha con chưa từng nói với con không biết gì cả. Phụ thân của con có cách nghĩ của ông ấy. Nay là loạn thế, không phải con muốn yên tĩnh là có thể yên tĩnh được. Lần này chủ yếu ta đến đây là để khuyên ông ấy rút chân ra khỏi giang hồ. Du Thúc Thúc, Thúc làm sư phụ của con đi, con muốn học võ công. Phụ thân của con mới là cao thủ. Nhưng mà ông ấy không dạy con. Nếu như con học được võ công, chẳng những có thể cứu phụ thân con, còn có thể giúp những người yếu hơn, có thể trừng phạt bọn xấu và bọn ác. Ta không thể làm sư phụ của con, nhưng trong lúc nguy nan ta có thể dạy con chút võ công. Phụ thân con không trách ta đâu. Được, lúc nào thì bắt đầu. Nguyên Giáp, con có cách nghĩ như vậy là tốt. Ta xin nói từ đầu, võ công của ta và Quách Gia Quyền không chung một đường. Võ công của đại ca cao và vững chắc, nhưng chiêu thức quá dịu dàng, đối với địch cứ hay nương tay. Còn võ công của Du Hồng Thủy là cứng rắn, chiêu nào cũng lấy mạng đối phương. Con suy nghĩ cho kỹ nha. Võ công gì có thể đánh bại kẻ địch? Con học loại võ công đó. Nhìn thấy ánh mắt của con thì ta thấy yên tâm rồi. Chúng ta bắt đầu từ bây giờ. À, ở bên đó. Bên đó đó. À, chị Lan tiểu thơ à, chính là căn phòng phía trước. Chúng ta đừng có đến gần nữa được không? Để xem có cách nào dụ hắn lộ diện không. Tôi phải xem rốt cuộc hắn là người như thế nào. Chị Lan tiểu thơ, tôi nghĩ chúng ta đừng có đụng chạm với hắn nữa, nếu không sẽ chỉ gây thêm rắc rối thôi. Cậu về trước đi. Hả? Ê. Là ngươi? Ta cũng không ngờ là ngươi. Ta đang định tìm các ngươi. Tại sao vậy? Các ngươi đã làm hại con rắn của ta, bây giờ nó vẫn còn đau, ta phải trả thù cho nó. Con rắn của ngươi chẳng tốt lành gì. Nhưng nó không làm hại các ngươi, các ngươi lại làm hại nó. Các ngươi rất là nhẫn tâm. Ta nhất định phải trả thù cho rắn của ta. Con nhà đầu kia, ta lấy mạng của ngươi trước. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phải giúp tổ phu nhân ngay thôi. Cô ấy đánh không lại người này đâu. Chúng ta cần dụ người này đi chỗ khác. Hả? Như vậy mới giúp đỡ chị Lan. Dụ bằng cách nào đây? Hay là gì? Người qua giúp chị Lan đi. Ta gây sự chú ý cho họ. Mau. Được được được. Người bên đó nghe đây, người của quan phủ lên trên đường tới đây, kẻ nào sát nhân chạy không thoát đâu. Tổ phu nhân, nhanh. Trước khi ta dạy con, phải thử thể chất của con cái đã. Nguyên Giáp, đưa bản lĩnh vốn có của con ra, dùng hết sức bình sinh của con để đánh ta. Sao hả? Với vài ba chiêu võ mẹo của con sẽ làm hại đến ta sao? Nguyên Giáp, ra tay đi. Vô thúc thúc muốn coi khả năng của đệ mới có thể dạy đệ được. Ừ, đệ nghe đệ tử bái sư đều phải thử cho sư phụ xem sao. Vậy cả cứ yên tâm đi, đệ tử mãi mãi đánh không lại sư phụ đâu. Sao vẫn không ra tay đi? Con sợ sư phụ cười con. Tại sao ta phải cười con? Võ công của con chẳng ra gì cả, con không biết gì hết. Con từng đánh nhau chưa? Dạ rồi, nhưng mà cứ bị người ta đánh thôi. Vậy lần này con muốn đánh thế nào thì đánh thế đó đi. Đứng dậy. Quy Giáp, đứng dậy. Người của Quách gia quả là kỳ tài. Toàn thân con thả nhẹ, nhưng thật sự không có chút võ công. Nhưng mà con đột nhiên mượn lực ở chân đưa ra đòn phản kích đột xuất, thật sự nó mang lại hàm ý trí tuệ của võ công.
nhưng ta cảm thấy hình như con thiếu hụt trung khí. Trước đó con có bị thương hay không? 2 ngày trước con bị tên Hắc đại hán đả thương. Bị thương ở phổi, e rằng không thể luyện khí công được, càng luyện thì càng thương. Càng thương thì có sao đâu, chỉ cần con làm được một nam tử hán đội trời đạp đất, nguyên giáp không quan tâm. Chỉ mong sư phụ truyền nghề cho con. Được, được nghe con nói vậy, ta sẽ dạy con. Hiện nay tình hình khẩn cấp, ta dạy con những chiêu thức thực dụng nhất, có thể phòng thân nhưng khả năng tấn công không mạnh. Khả năng tấn công không mạnh sao có thể đánh bại kẻ địch? Không có nội công chủ động tấn công, đó là đánh liều, sẽ tổn hại đến bản thân, cho nên nội công sẽ luyện sau. Con coi đây, theo ta học. Ê, nửa đêm nửa hôm không ngủ làm gì vậy, bộ điên sao? Tiểu tử kia, bọn ta đang luyện công, ta đâu tính tiền của ngươi, theo ta học đi. Báo cáo đại nhân, đã coi kỹ rồi, trưởng quầy bị người ta bóp cổ mà chết, không có thương tích gì khác. Lực tay của người này mạnh như vậy, nhất định là võ công cao cường. Những người trọ tại đây đâu? Không cho họ đi khỏi, tất cả đều ở lại đây. Báo cáo đại nhân, trên lầu có một xác chết, là một thương gia, bị nhét xuống dưới gầm giường. Thì ra họ cũng ở đây, vậy ta hiểu rồi. Cha, thì ra người của Quốc gia đến đây hết, hèn gì chỗ này không được yên tĩnh. Ê, tại sao ngài nói như vậy? Dương Chỉ Lan, hôm đó ở nhà của Quốc Nguyên Giáp cô cũng có mặt chứ? Tôi là người của Quốc gia, sao có thể vắng mặt được? Chẳng phải cô đi theo Quốc Nguyên Giáp và thằng Mập đó sao? Tại sao lại quay lại đây? Quay về để làm sáng tỏ mọi chuyện. Làm sáng tỏ chuyện gì? Đại nhân à, có những chuyện ngài không thể hiểu rõ được đâu, mà chúng tôi cũng không thể kể cho ngài nghe. Nông thiếu gia, cậu cũng bị lôi kéo hay sao? Nếu tôi nhớ không lầm, lần trước cha cậu không tốn tiền chuộc cậu, thì lúc này cậu còn ngồi trong đại lao đó. Lần trước cho ngài bắt tôi vào đó thôi, rất tiếc ngài không thể bắt được tôi. Nông thiếu gia, tôi cũng cho cậu hay, không có chuyện gì quan phủ không làm được, tùy theo có muốn làm hay không. Thôi được, mau cho tôi biết các người ở đây làm gì. Còn nữa, vụ án giết người này có liên quan gì đến các người? Và Quốc Nguyên Giáp đang ở đâu hả? Tiểu tử, con đang làm gì đó? Dù thúc thúc, con đang luyện bộ tấn đó. Xuống tấn hả? Đó là bộ tấn gì vậy? Con cũng không biết đúng hay không, con chỉ biết là phải có bộ tấn chắc mới có thể luyện tốt võ công. Bộ tấn không phải ngày một ngày hai có thể luyện thành. Con qua đây. Dạ. Con sao vậy? Dư thúc thúc, có lẽ do tê chân. Dư hơi, xuống tấn cả đêm không tê sao được. Ta cho con hay, muốn luyện công tuyệt đối không thể nôn nóng, càng không thể đòi nhanh được, dục tốc bất đạt, ngược lại sẽ tổn hại sức khỏe. Đây, luyện theo cách ta dạy, mau xuống tấn đi. Ừ.
Sư phụ, sư phụ làm gì vậy? Thì ta đang gác cái chân nè. Con sắp chịu hết nổi rồi. Đây là bộ tấn ta dạy cho con, kiên trì nha. Kiên trì đi. Kiên trì đi. Luyện bộ tấn như vậy không được đâu. Lúc xuống tấn phải thẳng lưng, ngưỡng mặt lên, thẳng lưng. Giữ tư thế, giữ đúng tư thế. Từ từ luyện. Mắt phải nhìn thẳng phía trước. Hai tay đặt sau eo. Đứng dậy. Bộ tấn không chắc. Đừng hòng. Con luyện tốt võ công. Con xem. Đứng dậy. Mau đứng dậy đi. Đứng lên. Chân trụ phải vững. Vô thuốc thuốc. Quyền đóng. Đứng dậy. Bộ tấn không phải chân trụ phải vững, và phần thân thể phải thẳng. Mắt nhìn thẳng phía trước, y như một bức tượng, thì mới có thể vững như Thái Sơn. Tốt, bộ tấn và chân trụ tốt hơn rồi. Sư phụ dạy thêm chiêu thức tốt cho con. Tiểu nhị. Dạ. Họ ở đây từ khi nào? Tôi đâu có biết đâu. Nửa đêm tôi đi ngủ họ vẫn chưa tới. Lúc tôi thức dậy thì trời đã sáng. Thì họ đã đi mất tiêu rồi. Đồ ăn hại. Quắc Nguyên Giáp đâu? Cái gì? Tao biết à? Nếu như ngài không biết á, là vì ngài không đáng để biết mà thôi. Nông thiếu gia, cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không? Ta hy vọng cậu ngoan ngoãn một chút. Đại nhân, có lẽ Quyền Thái Gia quên nói với ngài thôi. Nói với ta chuyện gì? Ngài kêu họ ra ngoài mà, có đúng vậy không? Cô đừng dùng quỷ kế gì với ta nha. Tôi có thể giở trò gì đây? Chúng tôi mấy người cộng lại cũng không đánh lại ngài. Làm gì đại trượng phu, ngài sợ gì chứ? Lùi đi. Nói đi. Đại nhân, câu chuyện rốt cuộc là gì? Thế nào? Nói mau. Cô định làm gì ta? Chuyện đó còn tùy thuộc vào ngài đó. Chiêu này rất hay. Con đã biết vận dụng rồi. Nhưng mà sao con cảm thấy tay không có lực vậy? Tại vì con không có nội công cơ bản. Nếu con muốn luyện tốt nội công cơ bản, con không có 5 năm thời gian là không có hiệu quả đâu. Chờ con luyện được 5 năm
Quách gia con đã tan nhà nát cửa rồi. Vì vậy con cần phải tìm đường tắt mới. Những cách hiện đang có của con không thể chọn. Nếu để đối phương nắm bắt được quyền pháp của con, họ sẽ phá của con. Thí dụ bây giờ con đã khóa chặt tay của ta, nhưng mà cách Thái Cực Phong Chỏ khóa tay như thế này, đó là chiêu thức của Trần Gia Câu tại Hà Nam. Con chỉ đánh lại thôi, sao có chiêu thức vậy chứ? Tại con không biết đó thôi. Cách khóa tay như vậy 30 năm trước không có ai có thể phá giải được đâu. Nhưng bây giờ ít nhất có 10 môn phái võ thuật dùng cách của mình để phá giải đó. Giang hồ thật là thần kỳ. Con coi cho kỹ, ta sẽ phá nó đây. Dù Thúc Thúc, con vẫn chưa thấy rõ, đã ngã xuống đất rồi. Đây là phương pháp của ta. Cùng lúc phá giải công kích của đối phương, khoảng giữa đó có 3 sự biến hóa: thoát ra, tấn công, né qua, cho đối phương nhìn thấy tay con. Lúc đối phương cho rằng con đã xuất chiêu, con phải giật đối phương té mạnh xuống đất. Sau đó con mượn thế đó để đàn hồi đứng lên, xoay vòng trên không, mượn lực của hắn xoay vòng càng lớn càng tốt. Sau đó con tập trung toàn lực ở chân, nhắm chính xác một bộ phận của hắn mà đá mạnh ra. Lực của con cộng thêm lực của hắn và cả lực xoay đó, 3 nguồn lực giao thoa cùng một nơi, hình thành một nguồn sức mạnh, đã đánh thì phải thắng. Lúc này chân đá vào đâu, chỗ đó sẽ bị hủy diệt. Tùy theo cách nghĩ của con, muốn hắn chết thì đá vào tỳ của hắn, dồn hết 10 phần sức lực, tỳ sẽ bị nát ra và hắn sẽ té xuống đất chết ngay. Muốn hắn tàn phế, dùng 5 phần sức lực đá vào eo của hắn, eo bị thương rồi thì không thể đứng dậy được và hắn mất hết nguyên khí, có lẽ cả đời phải ôm lấy siêu thuốc mà sống qua ngày. Chỉ muốn giằng mặt đối phương thôi thì đá vào lưng của hắn, hắn sẽ ói ra máu, hình thành nội thương. Nếu muốn hồi phục, không có một vài năm là không có kết quả được đâu. Vừa rồi ta chỉ làm thử một lần, cho nên chỉ dùng nửa lực để xô vào hông của con. Những cách ta nói thay đổi muôn hình dạng trạng, từ từ luyện. Được, Du Thúc Thúc, chúng ta luyện cái đó trước đi. Nói, tại sao cứ đeo bám Quốc gia chúng tôi không buông? Đó là vì Quốc gia cô đã phạm dương pháp mà. Ngài đã biết những gì? Tôi không biết gì cả. Quyền Thái gia kêu tôi làm gì thì tôi làm theo thôi. Có phải Quyền Thái gia bị người ta mua chuộc không? Ông ấy bị ai mua chuộc vậy? Thì người kiếm chuyện với Quốc gia chúng tôi đó. Cho dù cô kê dao lên cổ của tôi cũng không biết mà. Vậy ngài có biết Quách Nguyên Giáp ở đâu không? Chẳng phải hắn đi chung với các người sao? Sao hả? Không thấy à? Quyền Thái gia đã nói gì với ngài? Quyền Thái gia nói với tôi, sớm bắt được Quách Ân Đệ, sớm bắt được Quách Nguyên Giáp thì sớm kết án. Quyền Thái gia chỉ là tên hôn quan thôi, hắn hoàn toàn không hiểu gì hết. Không đúng, rõ ràng là tối qua ông ấy đã nói phải làm sáng tỏ chân tướng mà. Tối qua các người đã gặp Quyền Thái gia sao? Đúng vậy. Có lẽ ngài không nắm rõ tình hình. Tối hôm đó Nguyên Giáp đã dẫn theo Lưu Bộ Đầu đến gặp Quyền Lệnh. Quyền Lệnh đã nói rất rõ sẽ giúp chúng tôi làm sáng tỏ chuyện này. Ngài có gì để nói không? Chúng tôi đến đây là để chờ đợi tin tức. Quy rồi, các người sai lầm rồi. Sai lầm chỗ nào? Có lẽ hôm nay Thiên Tân phủ sẽ phái người đến áp giải Quách gia 3 huynh đệ đến Thiên Tân, không chừng sẽ xử tử chung một lúc. Ngài nói vậy? Những lời tôi nói đều là sự thật. Sáng nay thôi, Quyền Thái gia viết một lá thư mật phái người đưa đến Thiên Tân rồi. Tôi đã chứng kiến tận mắt. Vì vậy đâu ta phải tin lời của ngươi? Tôi hứa tôi đã nói thật. Đây, bỏ kiếm xuống đi, tôi sẽ nói cho các người biết. Quyền Thái gia có một kế, hắn đòi tóm gọn cả lũ các người. Sự kiện giết hại tại quán trọ tối qua là âm mưu của hắn đó. Sáng nay tôi đến đây chính là để tóm gọn các người. Với tên giết người bị xử tử, các người nghĩ xem, nếu tôi tóm cổ các người sẽ không ai biết Quách Nguyên Giáp ở đâu. Quyền Thái gia có thể kể công lãnh thưởng rồi, có đúng không? Tại sao ngài lại cho chúng tôi biết chuyện này? Lẽ ra tôi cũng không biết tình huống này đâu. Vừa rồi nghe các người nói, tôi mới biết Quách Nguyên Giáp ở trong đại lao, cho nên mới nói các người nghe. Thật ra tôi cảm thấy Quyền Thái gia cũng chẳng tốt lành gì. Hắn vì muốn được lãnh thưởng, không chừa bất kỳ mọi chuyện xấu. Vậy ngươi còn hùa theo hắn nữa? Tôi làm vậy chẳng qua chỉ vì kiếm cơm thôi. Chuyện cần nói ta đã nói với các người rồi. Coi như chúng ta chưa từng gặp nhau, đừng bao giờ kể chuyện này do tôi nói nghe. Vậy ngài đi về, ăn nói thế nào đây? Tôi nói tôi đến nơi, các người bỏ đi rồi, tôi không gặp các người, vậy là xong. Chị Lê, không thể tha cho hắn. Lời hắn nói không đáng tin đâu. Có biết tại sao ta phải dụng hình hay không? Đại nhân, tôi đã khai rồi mà. Nhưng lời tôi nói đều là sự thật. Tôi đáng tù chết, đáng tù chết, đáng tù chết rồi. Tại sao người lại đáng chết? Tôi đã phụ lòng mong đợi của đại nhân. Người không chỉ đã phụ lòng ta, rõ ràng là người muốn hại chết ta. Bây giờ ta nói rõ, ngươi hãy lắng nghe.
Thứ nhất, ngang nhiên dám tự ý ra ngoài nhận tiền của người ta, coi thường mạng sống, coi như vi phạm dương pháp, ta có thể xử người tội chết. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Ngươi có suy nghĩ hay không? Ngươi chết không đáng tiếc, nhưng mà ngươi liên lụy bổn quan, triều đình biết trong nhà môn của ta có tên cuồng đồ bạo gan như ngươi sẽ trị tội ta. Như vậy có nghĩa là ngươi vì một ít ngân lượng không chỉ hại người mà còn hại ta. Ngươi đã hủy tương lai của ta. Cho dù đại thanh triều không trị tội ngươi, ta cũng phải phán ngươi tội tử. Đại nhân tha mạng đi đại nhân ơi. Người ta chết cho tôi nhất định đầu rơi máu chảy góp sức cho ngài mà. Câm miệng. Tội của ngươi ta chưa nói hết đâu. Thứ hai, người lôi kéo giang hồ để phân tranh đến huyện Tĩnh Hải, ta với vai trò quan phụ mẫu nên không thể bảo đảm an ninh cho bá tánh địa phương. Giả lại họ còn sát phạt nhau sẽ máu chảy thành sông. Ngươi không chỉ tự hại mình và hại ta, ngươi còn làm hại bá tánh cả huyện. Ngươi chết không đủ đền tội. Thứ ba, ngươi phạm sai lầm lớn mà không biết hối cải. Ngươi còn che giấu sự thật qua mặt mọi người, tiếp tục làm hại quốc gia. Ngươi làm hại ta đã sai còn sai thêm. Ngươi hại ta ngồi cũng không yên, đi cũng không được. Ngươi nghĩ ta có nên giết ngươi không? Đại nhân, tôi không muốn chết đâu đại nhân ơi. Ngươi không muốn chết, nhưng ngươi lại đòi xô ta vào chỗ chết. Ngươi có đáng để hận không? Tôi không muốn đại nhân chết đâu. Tôi còn phải nương tựa ngài nhiều mà. Đại nhân, tôi đối với ngài thật sự không dám bậy bạ gì hết. Ngươi không muốn chết à? Ngươi không muốn hại ta sao? Nhưng tất cả những gì ngươi làm đều muốn xô tao vào hang lửa. Vậy không gói được lửa đâu. Sẽ có một ngày dương pháp đại thanh ập lên đầu của ta. Có khác gì ta phải chết. Chỉ dựa vào ba tội lớn này, đừng nói là quốc gia, ta giết ngươi 3 lần cũng không quá. Đại nhân, tôi thật sự biết lỗi rồi. Tôi nhà còn con thơ, vợ trẻ, mẹ già. Nó ngại giết tôi, họ sẽ chết tao tôi luôn. Dương pháp không nể mặt ai hết. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Bây giờ ngươi đã mang tai họa trút lên đầu của ta rồi. Nếu ngươi không muốn chết, thì bây giờ chỉ có một cách giúp ngươi sống sót. Là cách gì? Xin đại nhân cứ nói. Có thể cho tôi sống tốt, cứ tôi làm nô tài cả đời tôi cũng cam lòng luôn. Vậy ngươi phải tìm cách đưa tai họa xa trời bốn quan. Nếu vậy ta sẽ dễ nói chuyện hơn. Vừa không đắc tội với giang hồ, vừa không vi phạm dương pháp của quan phủ. Tôi nói đúng sự thật mà, tại sao các người không chịu tin tôi vậy? Vậy được, không tin tôi cứ giết tôi đi ha. Ôi trời ơi, tôi biết quốc gia của các người bị oan ức, cho nên tôi mới tốt bụng cho các người biết chuyện này. Điều kiện đầu tiên là đừng lôi tôi vào cuộc nha, được không? Chị Lan. Nè, cứ nói đi, tôi không nghe. Tôi cảm thấy có lẽ hắn nói đúng sự thật. Còn tối hôm qua, Quỳ Lên nói chuyện lấp la lấp lửng, không ngoài trừ khả năng họ làm mất thời gian của mình mà thôi. Họ thật sự có khả năng đưa ba vị thiếu gia đến Thiên Tân Phủ sao? Nếu là như vậy sẽ càng nguy hiểm hơn. Nếu thật sự là vậy, chúng ta chỉ còn cách mạo hiểm thôi. Cứ một, chỉ cần chúng ta vào đó gặp được hai người họ, không sợ không thoát ra được. Với võ công của Du Hồng Thủy, đủ khả năng đưa chúng ta ra ngoài. Vậy chúng ta làm bằng cách nào đi? Tôi không nghe thấy à nghe. Có chuyện này cần ngài giúp. Thế nào rồi? Tin tôi rồi sao? Nói đi, chuyện gì vậy? Đưa chúng tôi vào đại lao. Tôi không thể đưa các người vào đại lao. Nếu quan phủ biết tôi sẽ chấm hết đó. Chuyện này không cần ngài phải ra mặt, chỉ cần ngài lén giúp đỡ chúng tôi. Sau khi xong việc, quốc gia chúng tôi sẽ không quên ngài đâu. Tôi có thể cho các vị biết đi vô bằng cách nào. Giả lại tôi có thể đổi những lính gác ở vị trí then chốt cho các người. Vấn đề là đừng lôi tôi vào cuộc. Được, tôi hứa với ngài. Được, vậy tôi nói cho các người biết là xong. Các người phải thả tôi đi về, để tôi còn sắp xếp cho các người. Thank you.
Tối nay chúng ta ở tạm tại đây. Dạ lão gia. Lão gia, ông coi. Quán trọ lương tâm, không có trưởng quầy, tự trải giường, tự nấu rượu, tự nấu cơm, khi nào ra về để tiền lại. Khách vừa đi khỏi thôi, mùi rượu trong hũ vẫn còn rất nồng. A Tam, cậu lên lầu xem thử đi. Dạ lão gia. Lão gia, tôi cảm thấy lo lắng cho ba đứa con, còn chỉ Lan nữa. Tụi nó chưa từng va chạm với đời, thật sự gặp nguy hiểm sẽ như thế nào? Chưa từng trải qua sóng gió, làm sao có kinh nghiệm. Nếu ngày xưa ông chịu dạy võ công cho tụi nó thì tốt rồi. Nếu họ biết võ công, không chừng sẽ không làm được gì cả, thậm chí còn nguy hại đến tính mạng. Nhưng nên làm sao đây? Tôi đã kêu Kình Tôn đi thăm dò tin tức rồi. Nếu họ thoát khỏi nguy hiểm, nhất định sẽ đến Bàn Sơn để tìm ta. Tốt lắm. Lão gia, ông qua đây coi thử đi. Hế? Một quán trọ lớn như vậy, trống rỗng không có ai. Ta cứ cảm thấy đây là một điềm không may. Chỗ rừng sâu hoang vắng như vậy, nếu như gặp phải chuyện gì, muốn kiếm người cứu chúng ta cũng không có. Mọi người, đi, mau lên trển. Dạ, xem sao. Dạ, dạ. Mau. Phu nhân, lão gia nói có thể yên tâm ở lại rồi. Phen này có thể yên tâm vậy được là rồi. Tốt. Vậy là tốt rồi. Đi. Đi. Trời tối rồi, chúng ta ra tay. Huynh đệ đâu? Hôm nay tôi kêu mọi người đến đây chỉ có một chữ: giết, giết chết người của Quách gia. 50 lượng giết được vợ của Quách Ân Đệ, 200 lượng giết được Quách Ân Đệ, 500 lượng. Ta lặp lại lần nữa, Quách Ân Đệ là của ta, chỉ có ta mới được giết thôi. Nếu các người không nghe lời, ta giết hết các người. Đến lúc sắp trận đâu còn biết ai là ai.